Báo chí châu Âu tuần vừa rồi thì đã có nhiều bài viết về những tiến bộ trong cuộc chiến chống trốn thuế cả của cá nhân và doanh nghiệp. Trong 10 năm qua thì các chính phủ đã đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm giảm tình trạng trốn thuế xuyên biên giới. Nghiên cứu mà tổ chức quan sát thuế châu Âu vừa công bố thì đã chỉ ra mức độ hiệu quả của các cơ chế liên thông dữ liệu thuế giữa các quốc gia. Và từ Bruxelles, phóng viên Lê Hồng Quang sẽ điểm lại một số bài trên báo chí châu Âu tập trung vào các chi tiết liên quan tới thuế của cá nhân. Kính chào quý vị khán giả. Cất giấu tài sản ở nước ngoài không còn dễ kể từ khi thuế vụ các nước chia sẻ với nhau thông tin về tài sản cá nhân. Từ thời báo Thụy Sĩ nhận xét, cuộc chiến chống trốn thuế đã tỏ ra hiệu quả. Trong vòng 10 năm qua, hành vi trốn thuế xuyên quốc gia đã giảm 2 phần 3 nhờ cơ chế tự động liên thông dữ liệu thuế. Nghiên cứu mới công bố cho biết tỷ lệ tự giác khai báo đã lên tới 75%, vượt xa so với cách đây 10 năm Hồi đó, giá trị tài sản cất giấu ở nước ngoài được những gia đình giàu có tự giác khai báo chỉ có 5% mà thôi. 10 năm qua, cơ chế tự động trao đổi thông tin ngân hàng đã được hơn 100 quốc gia hưởng ứng. Tờ Le Figaro của Pháp viết, kể từ năm 2017-2018, hầu hết các trung tâm tài chính quốc tế đều gửi thông tin tài khoản lưu trữ trên máy chủ của mình cho cơ quan thuế của quốc gia nơi chủ tài khoản cư trú. Trong năm 2022, các quốc gia đã chia sẻ với nhau dữ liệu của hơn 12.000 tỷ đô la tài sản ngoài lãnh thổ. Một bước chuyển căn bản so với trước đây, khi bí mật ngân hàng còn là chuyện tất yếu. Hàng năm thì mọi gia đình châu Âu đều phải khai thuế, khai chi tiết tài sản tại thời điểm ngày cuối cùng của năm sát trước. Tờ mặt trời 24 giờ liệt kê những gì mà người Italia chẳng hạn phải khai báo. Ngoài thu nhập và tài sản đang có trong nước, phải khai báo là chuyện tất nhiên. Còn có những đầu mục về tài sản ở nước ngoài bất động sản kể cả khi chỉ sở hữu một phần, đồ vật giá trị và tác phẩm nghệ thuật, du thuyền và xe ô tô đăng ký biển số tại nước khác. Mọi tài sản đều phải được khai báo kể cả khi được đặt trong két sắt an toàn của một ngân hàng nước ngoài. Theo tờ báo Italia, còn phải khai báo mọi sản phẩm tài chính đang sở hữu ở nước ngoài, bao gồm cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản, trái phiếu, ngoại tệ, tiền gửi trong ngân hàng cùng số tài khoản. Các khoản thu nhập kiểu như tiền lương hay là đền bù bảo hiểm hợp đồng phái sinh, kim loại quý, kể cả hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại nước ngoài cũng phải khai báo. Cái khó đối với người khai thuế là không ai biết thuế vụ nước mình đã được chia sẻ những thông tin nào, đã biết những gì về tài sản của mình ở nước ngoài. Tờ Infatto Cotidiano viết rằng tổ chức quan sát thuế châu Âu còn kêu gọi cần phải minh bạch dữ liệu về hợp đồng ủy thác đầu tư, hoạt động tài chính và sở hữu bất động sản nhằm tạo dựng một cơ sở dữ liệu toàn cầu về tài sản cá nhân phục vụ cho công cuộc chống trốn thuế cũng như chống tài trợ khủng bố. Đó là một số bài trên báo chí tuần qua. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu.